Rồi, cái buổi chia sẻ này thì mình vừa chia sẻ ở trên Facebook Thức Giấc Giá Trị Thời Gian Sống, cũng như là mình sẽ record lại để chính bản thân mình cũng được xem lại nó. Ok, cho mình một chút. Rồi, mình sẽ bắt đầu cái sự hiểu của mình thông qua cái một cái câu đọc mình đang, nếu như bạn nào được biết thì mình cũng đã chia sẻ. Mẹ, mình đã được chia sẻ với các bạn ở trong group này, một cái hoạt động mà mình đang hoạt động ở mỗi sáng thứ hai hàng tuần, đó là cùng đọc một cái quyển sách là Luận Về Tình Yêu Cùng Với Chồng Mình. Thì trong quá trình đọc thì bây giờ mình đang đến cái câu thứ 56 rồi, và trong cái câu thứ 56 thì nó có một cái chủ đề, có một câu hỏi rất là hay. Và nhờ cái câu hỏi đó thì mình đã nhận ra được cái việc mà vì sao mình tham gia khóa học Wake Up. Dù là mình cũng đã trả lời vì sao, và cũng như là cái kết quả của khóa học Wake Up mang lại cho mình là hình ảnh một cái hình ảnh mẫu của một người chồng thành đạt, tròn vẹn và đủ đầy. Thì đó là một trong những cái lý do nhưng mà mình tin rằng là tại vì sao cũng rất là nhiều bạn cũng tham gia cái khóa học Wake Up đó với mình mà họ không có điều đó, mình lại có. mình rất là thắc mắc. Và đến cái câu 56 trong này thì mình đã được rõ hơn, và nhờ cái sự rõ hơn đó thì mình thấy nó có thể giúp ích được cho bạn. Bởi vì mình đã mất 16, 17, 18, 19, 21, 5 năm hơn để có được nó. Thì mình tin rằng là nếu như bạn nào mà hữu duyên, tức là cả bạn có mặt, hoặc là cả bạn dễ dàng để cả bạn hiểu được những cái gì mà mình sắp chia sẻ đó, thì có thể là sẽ giúp rút ngắn cái con đường mà bạn đang đi, và biết đâu đấy bạn sẽ có được một cái người thầy mà chính bản thân bạn biết cái người thầy đó từ đâu đến ha. Thì các bạn cũng đã, những cái bạn mà đang theo cái chuỗi chương trình Thức Giấc Ngủ Đông đó, thì các bạn đã tuần vừa rồi thì chúng ta đã thảo luận về hạt giống và bạn, hạt giống và bạn. Thì trong cái quá trình hạt giống và bạn đó thì cũng là cái thời điểm mình cũng vừa mới học được một cái gọi là hạt giống trong tâm trí. Và để mô tả cái hạt giống trong tâm trí đó như thế nào thì mình chia sẻ với các bạn ở trang 134 quyển Luận Về Tình Yêu, thầy Michael Rose, tác giả của quyển sách này, đã mô tả cho các bạn cái hạt giống trong tâm trí sẽ là như thế nào. Trang 134 nha, mình sẽ đọc lại cho các bạn. Nó là một hình ảnh siêu nhỏ được làm bằng ánh sáng. Nó không có kích thước. Chúng ta không thể nói nó to thế này hay nhỏ thế kia. Nhưng một người vô cùng nhạy cảm, người mà thiền rất nhiều, thực sự có thể nhìn thấy hạt giống mở ra và hình ảnh thoát ra ngoài. Họ cảm giác như có nó chỉ cao hơn 1 cm và đang trôi nổi về phía sau của đầu họ. Và cách cái hạt giống nó mở như thế nào thì chúng ta sẽ đọc tiếp cái đoạn này. Nhãn cầu của chúng ta có thể xác định các màu sắc và hình dạng. Có một mô rất nhạy cảm ở phía sau mắt, được làm từ tế bào nón và tế bào que. Nó thay đổi tùy theo hình ảnh được đặt trước nó, giống như một cuộn phim máy ảnh thời xưa. Các hạt giống mở ra phía sau tâm trí tôi, những hình ảnh sáng chói đang bay ra ngoài, đi đến hai chấm tròn trồng lên chúng, truyền cảm giác vào chúng. Hình dạng mà những hình ảnh này nhận, dù cho là tôi nhìn thấy sếp đang hét lên với tôi hay nói với tôi rằng tôi làm rất tốt, thì tất cả đều từ những hạt giống bên trong tâm trí tôi. Và những hạt giống này được gieo vào đó một tuần trước, lúc tôi đang nói chuyện với vợ tôi.
thì ở cái đoạn này thì lúc mà mình đọc cái quyển sách à, đọc cái câu hỏi này thì mình đã bắt đầu dễ dàng để có thể hiểu được là cái hạt giống tâm tâm trí thì nó sẽ như thế nào. Bởi vì ở bên ngoài thì chúng ta thường hiểu như hạt me, hạt đầu, tất cả đều có hình dạng đúng không? Nhưng mà hạt giống trong tâm trí của chúng ta là gì? Dù cả mà một số bạn đã nghe được cái câu chuyện cây bút rồi. Và khi mà thầy nói để gieo một hạt giống trong tâm trí thì chúng ta có một cái hành động. Và khi mà chúng ta làm cái hành động đó thì có một hạt giống nó được gieo vào trong tâm trí. Như là cái việc mà chúng ta ấn một cái đây, và chúng ta sẽ thấy nó được lưu lại ở trong tay. Và nó lưu lại thì nó truyền lên nào, tức là ở trong cái bộ não của chúng ta là nó như thế. Thì khi mà mình đọc cái câu đó thì mình cũng mường tượng là nó như thế. Nhưng và đến với cái câu 56. Cái câu 56 này là cái câu mà mình đã từng trải nghiệm cách đây 5 năm. Và mình sẽ đọc qua cho các bạn. Mối quan hệ của chúng tôi đi trục trặc trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Cứ mỗi tháng trôi qua nó lại trở nên càng căng thẳng. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau và chúng tôi muốn nó kết thúc tốt đẹp. Tôi đang nghĩ là chúng tôi có thể đi gặp chuyên gia tư vấn. Ông nghĩ sao? Thì cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà mình đã tự hỏi chính mình cách đây từ năm 2016. Thế nên là khi mà mình đặt cái câu hỏi đó, mình cũng rất là thắc mắc liệu rằng là mình có nên đi gặp chuyên gia tư vấn không, tư vấn về hôn nhân không. Bởi vì lúc đó là cái vấn đề của mình đang gặp trục trặc. Và mình cũng có biết thêm một cái câu nói nữa, đó là cái việc mà người ta nói trời ơi, mình đã bị hoang mang một chút. Bạn chip đã ngắt cái dòng chia sẻ của mình nên là mình bị bạn chơi một chút nhé. Mình đã dừng lại ở chỗ là năm 2016 mình có một cái vấn đề về hôn nhân mà mình rất là muốn tìm chuyên gia tư vấn. Nhưng mà thực ra là cái việc mình thắc mắc là liệu rằng mình sẽ tìm chuyên gia tư vấn như thế nào. Và người ta nói rằng mình có biết ở đâu đó người ta có nói rằng là bạn sẽ không giải quyết được vấn đề mà bạn sinh ra. Tức là mình đã sinh ra cái vấn đề đó thì mình sẽ không giải quyết được nó. Thì mình lúc đó thì mình nói là dù sao chăng nữa thì thời điểm đó là mình cũng đang có những cái chuyển biến thay đổi về cái cách phát triển bản thân bằng cách là học. Thì lúc đó mình đã chọn một quyển sách, đó là quyển sách 7 bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc. Và cái quyển sách đó như là một người thầy, như là một chuyên gia tư vấn đồng hành với mình xuyên suốt một tháng. Mình đã nghe cái quyển sách đó và thực hành theo những cái bước, 7 bí quyết, 7 bước đó. Và cái vấn đề của mình đã được gỡ dần. Tất nhiên là trong thời điểm đó thì mình cũng có gọi là gì, mình cũng có kết nối với những người bạn. Tất nhiên là những người bạn đó có những cái tiêu chí, mình có những tiêu chí rất là rõ ràng, đó là tiêu chí họ tích cực, họ sẽ đồng viên mình chứ không phải là họ bắn lui. Tức là mình đã có vấn đề với chồng rồi, mình cũng đã gặp rất là nhiều người bạn vì họ thương mình, vì họ thương mình thế nên họ bắn lui là họ nói là nếu như gặp vấn đề như thế thì thôi đi kiểu thế. Thì mình cũng rất là hiểu, bởi vì là họ thương mình thôi. Nhưng mà thật sự trong sâu thẳm của mình, điều đó là điều mình không có muốn. Vì mình không có muốn nên mình đã có những cái tiêu chí chọn những cái người bạn để chia sẻ điều đó. Và ở đây trong cái câu hỏi 56 này thì cái người mà đặt câu hỏi này thì họ hỏi là vì sao là họ cần gặp một chuyên gia tư vấn, và liệu rằng cái chuyên gia tư vấn liệu nó có phù hợp với họ hay không. Thì ở đây có một cái phần một cái phần mà mình cảm thấy là nó phù hợp với mình, và mình cũng đã trải nghiệm nó rất là sâu sắc. Họ đến từ bạn, từ những hạt giống trong tâm trí bạn. Không phải là chuyên gia tư vấn hôn nhân sẽ đứng trước cửa văn phòng rồi bạn đi vào và bắt đầu nói chuyện với họ. Từ cuối hành lang bên ngoài văn phòng của họ, một hình ảnh chuyên gia tư vấn hôn nhân nhỏ xíu
sẽ thoát ra khỏi tâm trí bạn. Cái hình ảnh thoát ra giống như lúc nãy mình tả cho các bạn đó, là cái hình ảnh mà nó sẽ đi qua mắt. Khi đến khi bạn đi vào hành lang đó và đứng trước cửa, thì một hình ảnh chuyên gia tư vấn hôn nhân lớn hơn rất nhiều sẽ thoát ra khỏi tâm trí bạn. Bạn tạo ra một chuyên gia tư vấn hôn nhân cũng như tạo ra người bạn đời vậy. Đó. Vậy là bạn tạo ra con người đó, nhưng liệu có phải bạn cũng tạo ra cả bạn đời, cả lời họ nói hay không? Thì cái người đặt câu hỏi này họ rất là thắc mắc. Mình có thể tạo ra được con người nói, nhưng mà những cái lời họ nói đó thì mình có tạo ra không? Thì lại thêm một cái phần trả lời rất là hay ho. Đó là nè. Đây. Đúng là chúng ta đang tạo ra một giáo viên, và sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của hạt giống ban đầu đang tạo ra là những ý tưởng mà họ chia sẻ với chúng ta, những ý tưởng mà bản thân chúng ta sẽ chẳng bao giờ tự nghĩ ra được. Nhưng khuôn mẫu này sẽ phổ biến đến nỗi thứ chúng ta học được đa phần sẽ quay trở lại với chúng ta thông qua một phương tiện của giáo viên. Khi mà mình thắc mắc rằng là nếu như mình tạo ra được cái người thầy đó, người tư vấn đó, thì liệu mình có cần đi tìm nữa không? Thì là nếu như không đi tìm thì họ sẽ là ai? Đúng, họ chính chúng ta, nhưng mà chúng ta là người tạo ra vấn đề đó. Bởi vì chúng ta tạo ra vấn đề đó thì chúng ta không xử lý được nó. Và không xử lý được nó thì chúng ta cần phải lắng nghe những cái điều mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ tự nghĩ ra được. Vậy thì những cái chuyên gia tư vấn đó, họ sẽ những chuyên gia tư vấn, những người thầy, những người bạn, những người mà chia sẻ với bạn đó, họ là những cái gì mà bạn gặp tại thời điểm đó, bạn cần điều đó. Bởi vì bạn cần điều đó nên họ xuất hiện cho bạn. Và làm sao để những cái gì mà họ xuất hiện đó nó đúng cái thời điểm mà bạn cần. Bởi vì có những người mà họ sẽ đến, nhưng mà bạn cảm thấy là những cái điều họ chia sẻ nó thật sự chứ cần thiết, bởi vì nó to lớn quá, hoặc là đôi lúc những cái chia sẻ của họ nó nhỏ bé quá, nó không hợp với những cái gì mà bạn đang cần. Thì làm như thế nào để bạn sẽ thấy nó hợp? Này, thì là mình đọc được cái điều này. Đây, cái đoạn này là mình như bị vỡ ra. Việc bạn chia sẻ kiến thức mà bạn có với những người khác, dạy một người khác ở công ty điều mà bạn biết cách làm, ngay cả khi có thể sau này họ sẽ cạnh tranh với bạn, chính là hạt giống tạo ra người giáo viên. Thì đúng, cái này thì mình đã từng trải nghiệm luôn. Tức là thời điểm đó ở năm 2016 thì mình đang là đang, tức là 5 năm mình làm ở phòng tài chính. Và lúc đó thì có những cái kỹ năng mà những cái chuyên viên khác họ chưa có. Và mình rất là sẵn lòng để bày cho họ làm những cái điều mà mình có thể là thành thạo nhất. Và đôi lúc có người họ thắc mắc với mình rằng là mình biết cái gì mình cũng đi bay, thế rồi đến lúc họ biết rồi họ không cần mình nữa thì sao? Wow. Thì có phải là thật sự đang là mình bay cho họ để họ không cần mình nữa, chứ không phải là mình giữ lại cái kiến thức để lần sau họ lại tới tìm mình. Bởi vì là thực ra là khi họ cần mình thì họ mới đến tìm mình, còn khi mà mình đã cho họ hết rồi thì cái việc họ sẽ không cần mình nữa thì có phải là đúng với cái điều mà mình muốn không? Thì mình cảm thấy là đúng rồi, mình giải thích với bao nhiêu người cái điều đó thì họ nói là mình khùng, bởi vì là mình lại chia sẻ hết tất cả những cái gì mà mình biết, mình không
chừa lại, mình không để dành lại. Thì mình nghĩ là khi mà người ta đã cần rồi thì mình cứ chia sẻ cho hết thôi. Còn cái việc mà họ dùng bao nhiêu, rồi dùng như thế nào thì đó là tùy họ. Và mình cái phần ở vị trí của mình là mình chia sẻ không có vụ lời và cũng không có suy nghĩ rằng là mình có cất để dành hay không. Thì sau đó thì mình cũng gặp một cái vấn đề, đó là cái vấn đề là có những người họ thật sự chưa phù hợp với những cái gì mình chia sẻ, tức là mình chia sẻ nó quá nhiều đi. Những cái kỹ năng mà tại thời điểm đó họ mới chỉ là cơ bản thôi, ví dụ như là khi mà họ hỏi mình một câu hỏi là làm như thế nào để tạo ra một cái file Word, thay vì mình hướng dẫn họ tạo ra xong rồi mình tua một tua nào là Word nào là chỉnh sửa nào là tất tần tật ở trên một cái chủ đề đó, thế là họ choáng ngợp. Và mình thì lúc đó mình cứ nghĩ là mình phải chia sẻ cho thật là hết để lần sau họ không phải là làm phiền, nhưng mà ý là lần sau họ khỏi mất công phải hỏi lại đó. Tức là thì mình tại thời điểm này thì mình mới nhận ra là mình là cái người muốn biết hết, thế nên là cái gì mình muốn hỏi là muốn hỏi cho tận cùng ấy, cái kiểu đó. Thế nên là mình cứ nghĩ là mình giống họ sẽ cũng giống mình, cũng là muốn biết hết cho luôn một lần cho xong, thế là mình lại dốc hết sức. Nhưng mà sau này thì mình nhận ra là phải tùy, và nhờ cái sự tùy của mình, tức là mình sẽ điều tiết lại đúng với trường hợp của đối tượng luôn. Thì cỡ 3 năm đổ lại đây thì mình thấy xuất hiện bất cứ cái điều gì đến, bất cứ người nào đến, bất cứ sự kiện nào đến, đều nó rất là hợp với cái mà mình đang cần. Thì có một câu nói ở đoạn này: còn việc đảm bảo rằng cái người ở công ty kia biết cách làm như bạn biết mới là hạt giống để có được một chuyên gia tư vấn hôn nhân có tất cả phẩm chất cần thiết, người mà sẽ cho bạn lời khuyên tốt. Thế là cỡ 3 năm đổ lại đây thì mình cảm thấy là khi mà mình tiết chế lại được cái việc mà mình chia sẻ cho ai đó, nó không quá, bởi vì đôi lúc là những cái chia sẻ của mình nó quá lên đó, thì làm họ sẽ ngợp, và thậm chí là họ sẽ thậm chí là lúc đầu thì họ cần, nhưng mà sau đó họ từ chối luôn. Thì đó là mình tạo ra một cái hạt giống nó cũng không tốt. Nhưng mà tại thời điểm này thì mình nghĩ là cái việc mà chia sẻ mà thậm chí là cái buổi livestream này mình cũng biết là sẽ các bạn cũng sẽ là không hiểu, nhưng mục đích mà mình livestream ở này thì mình cũng không phải là gọi là gì chia sẻ hết cho tất cả các đối tượng là các thành viên ở trong này. Mục đích mà mình chia sẻ đó là, cái đầu tiên là mình muốn lưu lại cái khoảnh khắc, lưu lại cái thời điểm mà mình nhận ra được một cái điều gì đó. Và tất nhiên là nếu như ai đó có cái tức là các bạn có mặt và đón nhận, và các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc nào đó, thì mình có thể rất là sẵn lòng để giúp đỡ bạn. Còn nếu như bạn xem và bạn cũng rất là băn khoăn, bạn rất là thắc mắc, thì biết đâu đấy, những cái băn khoăn, những cái thắc mắc đó nó sẽ lại khơi gợi cho bạn. Và trước đây mình cũng nhờ những cái băn khoăn và thắc mắc, ví dụ đơn giản nhất là mình sẽ băn khoăn và thắc mắc là những cái người hạnh phúc, những người vợ hạnh phúc, những người vợ mà sống vui vẻ đó, hay là những người vợ mà có những người chồng thành công đó, họ nghĩ gì, họ làm gì, họ nói gì. Mình rất là thắc mắc. Thế nên là nhờ những cái thắc mắc đó thì nó khởi tạo ra cho mình cái mong muốn được học tập, được biết những cái điều mà mình chưa được biết. Và nhờ những cái điều đó nó giúp mình có mặt tại thời điểm này, nó giúp mình được tốt hơn so với 5 năm về trước. Thì đó là một cái, không phải là ngẫu hứng, mình có khi mà mình đọc xong cái câu 56 cùng với một người bạn, cùng với một thành viên của Mon Team ở ngày chủ nhật. Và khi mà đọc với bạn thì mình đã nhận ra được cái điều mà 5 năm về trước mình cũng thắc mắc làm như thế nào để mà mình có được một cái chuyên gia tư vấn hôn nhân như thế này. Và khi mà mình nhận ra được một cái rồi thì hôm nay một ngày rất là đặc biệt với mình. Ngày hôm qua thôi thì mình có một cái thử thách khá lớn, là mình đã
phải rất là nỗ lực từng ngày từng bước để hoàn thiện cái kỹ năng và tất cả những cái điều mà trong cái công việc của mình mà mình đang còn thiếu. Thì là khi mà mình đó là một cái thử thách mà mình đã phải rèn luyện gần như mỗi ngày. Và khi mà mình nghĩ rằng là cái thời điểm ngày hôm qua là mình muốn tải cho các bạn như thế này. Sáng ra là 4:30 mình đã dậy, mình lâu lắm rồi mình không có đưa công việc về nhà, nhưng mà vì cái thời điểm nó khẩn cấp thế nên mình đưa về nhà. Mình làm việc lúc 4:30 sáng đến 5:30. Và sau đó thì dọn vệ sinh tất tần tật. 7:00 thì mình lên cơ quan chuẩn bị hoàn thiện hoàn toàn. Nhưng mà đến lúc gần đi rồi thì mình phát hiện ra mình đang còn thiếu một số cái nữa. Và thật sự là xử lý lúc đó chỉ nó giải quyết được một phần nhỏ thôi. Và buổi trưa đó mình không ăn cơm và mình không thấy mệt mỏi. Thường thì mình sẽ rất là say xe khi di chuyển, nhưng mà tại thời điểm đó mình cũng không say xe luôn. Và khi mà mình làm việc ở lúc đó, trước đây những năm trước đây thì mình rất là lo lắng, rất là hồi hộp, rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Nhưng mà tại thời điểm đó mình không có vấn đề gì về tâm lý luôn. Xong sau đó thì làm việc xong cái là mình đi về. Và đi về thì lúc đó là buổi chiều và mình cũng không đói, không thấy mệt luôn. Và hôm qua thì mình đã có một giấc ngủ rất là ngon. Sáng dậy thì mình có một cuộc hẹn, nhưng mà không biết vì sao thì cái điện thoại của mình đã bị sập nguồn và mình không có lên Zalo để thông báo cho bạn đó được. Thì mình lại dành cái thời gian đó, dùng cái thời gian đó để học tập. Và khi học tập thì mình lại phát hiện ra được một điều mà thực ra cách đây cỡ 2 tháng thì mình cũng đã xác nhận là cái điều đó đã đúng rồi. Nhưng mà cái thời điểm là lúc sáng thì mình mới phát hiện ra là nó đây rồi, nó thật sự là đây rồi. Thì mình nghĩ rằng là nó đã đúng thời điểm để chia sẻ cho những cái bạn nào mà thật sự là các bạn đang học tập ở đâu đó với bất cứ ai. Thì không biết là khi nào bạn mới nhận ra cái điều đó, nhưng mà mình tin rằng là tại buổi chia sẻ này, nếu như bạn mở lòng mà đón nhận thì cái người thầy hay là những cái kiến thức á mà bạn đón nhận ấy, đó chính là bạn, đó chính là bên trong bạn, đó chính là những hạt giống của bạn, nó đã đủ đầy rồi. Thế nên là bạn mới gặp được những cái con người đó, những cái giá trị đó. Và có một điều nữa là như cái câu nói cuối cùng á, như cái phần, như cái đoạn cuối cùng mà mình có hỏi đó, làm như thế nào để chúng ta có cái điều tốt nhất, thì ở đây là hãy biết cách làm. Tức là bạn chia sẻ cái điều gì đó cho ai đó, nhưng họ sẽ biết cách làm như bạn biết. Khi họ làm như bạn biết thì đó là lúc mà bạn sẽ tìm ra đúng cái người nhất ở mọi thời điểm. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là mình đã rất là may mắn. Và mình đã, quan trọng nữa là mình đã điều tiết được bản thân mình trước đây. Trước đây là cái việc mà mình không điều tiết được. Mình cứ nghĩ cho đi là tốt rồi, thì cứ thể mà thoải mái cho thôi. Còn cái việc nhận là cái việc của mọi người. Và nhưng mà khi mà mình chia sẻ cho mọi người nhận, nhưng mà họ không làm được như điều mà mình chia sẻ, thì từ dưng mình lại thấy khó chịu với bản thân mình. Mình trách móc chính bản thân mình. Mình nói là tại sao mình đã dốc hết sức hết lòng mà mình còn là họ không được nhỉ? Mình sai ở đâu? Mình như thế nào? Tức là mình cứ hỏi tại sao. Và đến một lúc, đến thời điểm này thì mình không phải là từ bỏ. Lúc thời điểm đó thì mình không phải là từ bỏ, mà mình từ quan sát lại làm như thế nào để nó tốt nhất. Và thông qua một cái công cụ, và cái công cụ đó giúp mình đo lường được nếu như bạn đang gặp một cái vấn đề nào đó mà mình có thể giúp được, thì trước khi mình giúp thì mình sẽ dùng cái công cụ đó để đo lường rằng là bạn sẽ nhận được, mình sẽ cần phải chia sẻ điều gì với bạn và chia sẻ như thế nào. Còn tất nhiên là mình sẽ mở lòng gần như là búng lùa với những cái người mà họ cứ mặc kệ, họ hiểu mình rồi. Họ cứ mặc kệ, họ nói việc của chị là cứ nói, còn việc của em là cứ đón nhận. Thế nên là mình với những cái đối tượng đó thì mình cứ bung lùa hoàn toàn. Còn những cái đối tượng mà họ mới hoàn toàn đó thì mình sẽ không có bung lùa. Mình cũng sẽ biết để tiết chế lại, để thật sự là những cái điều mà mình chia sẻ các bạn có thể dùng được.
Và nếu như những cái điều mà mình chia sẻ bạn dùng được thì đó chính là những cái hạt giống mà mình tự gieo cho chính mình. Để làm gì? Để mình cũng có cơ hội gặp được những cái con người mà họ chia sẻ những cái điều mà mình dùng được của họ. Các bạn không biết có hiểu không, nhưng mình thật sự rất là hào hứng, rất là vui sướng. Và để có cái buổi livestream này thì là cái buổi livestream này thì là mình đã hôm nay mình có một cái cuộc hẹn với chị Bình Ban, một trong những là gọi là chuyên gia tư vấn tài chính của Monty. Chị đã giúp mình trong 2 tháng qua thì có một cái nhìn từng cái bước rõ ràng hơn để hiện thực hóa cái gọi là gì nhỉ, cái tầm nhìn kế hoạch tài chính để đi đến tài chính tự do về tài chính. Dù về tư duy nếu như bạn nào đã đi với mình ở mới 2 tuần của thức giấc ngủ đông thôi là các bạn cũng đã biết rằng là về cái tư duy của mình thì mình đã thông suốt cái tư duy tự do tài chính rồi. Là cái hạt giống của bên trong của mình đã được gieo rồi. Nhưng để chăm sóc cái hạt giống đó và để hạt giống đó nảy mầm á, thì chúng ta phải có những cái hành động. Ví dụ hành động là chúng ta phải làm cỏ này, hành động là chúng ta phải tưới nước này, hành động là chúng ta phải bón phân này. Thì những cái hành động đó là hành cụ thể như thế nào thì mình đã được chị Bình Ban dẫn dắt mình trong 2 tháng qua. Và mỗi trưa thứ 3 hàng tuần thì bọn mình đã thảo luận và có những cái điểm mà mình rất yếu thì chị Ban đã biết được và gọi như là bảy mình đã khỏi cái điểm yếu đó. Nhờ bảy mình đã khỏi điểm yếu đó thì mình đã có được những cái thói quen mới, những cái hành động mới. Và mình tin rằng những cái hành động đó nó sẽ là cái hành động tưới cho cái hạt giống tự do bên trong của mình nó được hiện ra bên ngoài. Như là cái việc là mình đã được nhìn thấy những cái người thầy họ đến với mình, những người bạn họ đến với mình, những cái cộng đồng họ đến với mình, những quyển sách họ đến với mình, tất cả mọi thứ, thậm chí là cả cái cây này. Mình có một cái cây và chỉ những bạn trong Zoom các bạn mới nhìn thấy thôi. Đây, mình đang có một cái cây. Cây này họ gọi là cây kim tiền hả? Không biết vì sao mình mới nhờ một bạn em cũ nói là chị muốn có một cái cây để bàn và nhờ em xem cái cây nào nó hợp. Cái cây nào em nói chung là chị muốn có một cái cây để bàn con, chị không quan trọng là cây gì. Thì bạn ạ, bạn ấy hỏi là mình là tuổi gì rồi em sẽ chọn cây cho chị, và sau đó mà nó đưa về thì mình cũng chẳng biết là cây gì, cây nó tên gì. Sau chị xong mình mới nhắn tin hỏi bạn là cây này là cái gì, thì bạn nói là cây kim tiền hả. nó rất là phù hợp với mình ở giai đoạn này luôn, mình sẽ chăm sóc nó hàng ngày. Đấy là cái chia sẻ với mình và chia sẻ của mình với các bạn, để mình xem là các bạn có comment, có đặt câu hỏi gì không nha. Mình sẽ ở đây với các bạn thêm 30 phút nữa và mình sẽ stop cái buổi record chia sẻ này ở trên Zoom.